và tu thành muôn hạnh phung chung thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chung bậc như đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phung đa thu. Yani ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa phu ta su ma na pa wan tu a phu bi sa ka chang tu nan tu pa si tang ta ma hi phu ta ni sa me ta sam be me tang ka ro ta ma nu ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ran ti ye pa ling ta ma hi ne rakata pa ma ta yang kin chi vi tang vi ta wa u rang wa sang ge su wa yang rata pa ni tang na no ta ti ta tha ga te nai dam vi bu te rata nang pa ni tang kha ye te na sa ye na su wa ti ho tu kha yang vi ra gan nam tang pa ni tang ya da cha ga sa ya mu ni samahito na te tham me na samati kinh chi đăng bi tham me ra ta năng và ni tăng e te na sa khe na su va ti ho tu yang bua ta se tho ba ri wan na di su chin samati ma nam ta ni ca nha ma hu samati na te na sa mo na vê tùy thâm mê ra ta năng bà ni tăng ê tê na sa chê na sô vá ti hô tu dê bôn gà la a ta sa tăng bà sa tha cha ta ri ê ta ni yu gà ni hôn ti tê đa tri nay ya su gà ta sa sa vá ca ê tê su đinh na ni ha pha la ni đăng bi sang kê ra ta năng bà ni tăng ê tê na su va ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa dan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba ta a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang ke ra ta năng ba ni ta he te na sa ye na su va thi ho tu ya tinh đa khi lô bà ta vinh si tô si ya cha tô phi hoa tê phi a sâm bà căm bì yô ta thu bà mang sô bù ri giang hoa đà mi yô a ri a sa cha ni a vê cha ba sa ti đăng bì sang kê ra ta năng bà ni tăng hê ê tê kê na su va thi ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hoa yan ti gam pi ra ban ye na su đê si ta ni kinh cha bi tê hon ti phu sa ba ma ta na tê pha quang a tha ma ma di yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa kê na su va thi ho ta ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha wan ti sa ca ya đi ti vi chi ki tăng cha si la pha tăng wa bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ca tung hi đam vi sang ke ra ta năng ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca dê na va cha chê ta sa va a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa vua ta i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti hô tu wa na pa gum be ya ta si tang ge gim ha na ma se pa tam ma ning gim he ta thu ba mang tham
ma wa răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra mang di ta dạy đăng ni bua thế ra ta năng ba ni tăng e tê na sa kê na su wa ti ho tu wa ro wa ran mu wa ra do wa ra ha ro a nu ta ro tham ma wa răng a đê sa di đăng ni bua thế ra ta năng ba ni tăng e tê na sa kê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chiết ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi ru na chanda ni pan ta thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa kê na su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng sang kang na ma sa ma su wa ti ho ho tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ kỳ nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chân pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung đệ tử đấng thiền thể được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kéo chôn chằng xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma theo thiên nhãn tường tận
cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tám. Do vậy chính tâm chung là báo thù nhiều, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báo thù nhiều, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng thanh tu đà quần vô khổ tâm và lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báo thù diệu, mong với chân tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đạo âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy ma. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà quần vô khổ tâm và lỗi, bần thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng. Lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc
Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, phụng bái chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là thứ sáu, 24 tháng 4 năm 2020. Thêm một ngày nữa, chúng ta tiếp tục chương trình tu học nhân mùa đại dịch Corona. Thưa quý vị, con số tử vong tại Hoa Kỳ đã vượt quá mức 50.000 người trong ngày hôm nay. Và trong vài ngày nữa, chắc chắn con số người bị lây nhiễm sẽ lên tới 1 triệu người. Nếu chúng ta tính về thời gian cách đây 80 ngày cho đến ngày hôm nay, sự lây lan của coronavirus thật sự có một sức độ bùng phát nhanh chóng. Có thể nói rằng bây giờ Hoa Kỳ trở thành một tâm dịch, một trung tâm lây nhiễm lớn nhất thế giới so với số người bị lây nhiễm cũng như số tử vong. Thưa quý vị, tất cả chúng ta dù muốn không, trước những tin tức về con số người thực sự bị lây nhiễm, mà theo các chuyên gia cho biết rằng có thể đã lên tới gấp 15 hoặc 20 lần. Ước tính hiện nay trong đại dân số Hoa Kỳ, ngoài con số chính thức gần 1 triệu người lây nhiễm, thì người ta nói rằng có lẽ khoảng chừng từ 10% cho đến 15%. Các thành phố lớn, các đô thị lớn của Hoa Kỳ đang rơi vào trong tình trạng bị lây nhiễm nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng toàn bộ cuộc sống của Hoa Kỳ, từ nhà dưỡng lão cho đến những nơi có lớp mẫu giáo, những lớp kindergarten để giữ trẻ em, và thậm chí ở trong cái hoàn cảnh sống ở tại nhà
Nhưng bây giờ con người trên trái đất này phải đối với một đại dịch mà tạo ra một sự ảnh hưởng sâu rộng như vậy. Hôm nay thì ngoài 4 hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ bị lây nhiễm, một số khu trục hạm từ trụ hạm đội ở tại Caribbean đã phải quay về bên cảng Miami, bởi vì người ta bắt đầu có một số các thủy thủ lính hải quân ở trên tàu chiến đã bị lây nhiễm. Như vậy thì có thể nói rằng bệnh dịch đang bao phủ khắp nơi. Và nếu ngày hôm nay chúng ta vào một số các cửa hàng bán online như Sam Wholesale chẳng hạn, thì có một số mặt hàng rất là quen thuộc như là oatmeal hay là macaroni, thì người ta chỉ giới hạn cho mua mỗi người một hộp, không có nhiều. Một điều mà rất là khó tưởng tượng được nhiều tháng trước đây khi mà chúng ta nói về sự kinh doanh ở tại Hoa Kỳ. Chắc chắn rằng tất cả mỗi chúng ta đều sẽ phải đối phó với đại dịch từ góc cạnh cá nhân nhất của mình cho đến trên quan điểm của một cộng đồng, một tập thể. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay, trước nhất chúng ta sẽ nghe một đoạn ở trong bài viết của Ngài Pajuto. Và qua đó Ngài đánh giá rằng một ở trong những vấn đề của khoa học là chỉ đưa ra những khám phá, nhưng mà không nói đến những lĩnh vực khác rất ư là quan trọng. Làm thế nào để phục vụ nhân sinh tốt hơn, và làm thế nào mà con người không phải chỉ có đam mê về kiến thức mà phải có một mục đích hướng thiện, hướng thượng. Trước khi chúng ta đi vào nội dung của chương trình ngày hôm nay, xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo, và sau đó chúng ta sẽ đi vào pháp thoại. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết tu trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Xin kính nhờ trường Thượng Tọa Minh Hạnh. Thế là chư tôn đức và thưa quý Phật tử, mùa đại dịch là mùa mà chúng ta có thể nói rằng tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia phát triển, tận dụng tất cả mọi phương tiện, kiến thức về khoa học kỹ thuật để làm sao đối phó với một kẻ thù vô hình. Người ta nói rất là nhiều về virus
người ta nói rất nhiều về những hiện tượng lây nhiễm mà có thể ghi nhận được, và đồng thời đưa ra những con số thống kê tương đối là bám sát với sự lây lan của đại dịch. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng trong hoàn cảnh chung, có lẽ điều khó khăn nhất đó là làm sao tác động được tinh thần của mọi người cùng có kỷ luật, cùng có một ý hướng lạc quan, không để tinh thần bị suy sụp, cùng kiên nhẫn đối với những khó khăn. Những điều này thật sự không dễ dàng. Và người ta nói rằng đôi khi việc làm của khoa học phản tác dụng, bởi vì có thể cung cấp những con số chính xác nhưng mà lại không mang lại được những cái tác động về tinh thần tích cực cho tất cả mọi người. Một trong những sự ghi nhận mà người ta đề cập đến ở trong đại dịch này, đó là trường hợp của Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia tương đối đông dân, gần 100 triệu người. Nhưng con số lây nhiễm thì tương đối ít so với các quốc gia khác, và cho đến nay thì những ca tử vong chưa được ghi nhận. Ba quan sát viên, một từ Pháp Quốc, hai từ Đức Quốc, và thứ ba từ Hoa Kỳ, đã có tìm hiểu thì người ta thấy rằng Việt Nam đã có một cái phương cách đương đầu với bệnh dịch rất khác với những quốc gia khác ở trên thế giới, nhất là các quốc gia Âu Châu và Mỹ Châu. Khi ghi nhận một người nào đó được chẩn nghiệm là dương tính, đã bị lây nhiễm, thì ở tại Việt Nam người ta ra sức để truy lùng những ai đã gặp, đã tiếp xúc, và dẫn đến tình trạng cô lập. Có khi cả nguyên một bệnh viện, như trường hợp bệnh viện Bạch Mai, có khi nguyên cả một con phố, và có khi nguyên cả một làng, thậm chí một khu vực rộng lớn. Những quan sát viên theo dõi sự việc này đã nói rằng những phương cách ứng dụng như vậy thật sự đã có kết quả trên một đất nước đông dân và tương đối là hạn chế về tài chính như nước Việt Nam, nhưng mà không thể áp dụng ở tại quốc gia khác. Lấy ví dụ như là một người ở tại Mỹ bị lây nhiễm, và nếu cảnh sát hay là các viên chức hữu trách mà truy ra đã từng gặp ai, tiếp xúc với ai, và bắt tất cả mọi người đều phải bị cô lập như trường hợp Việt Nam, thì đó là một điều bất khả thi trên một quốc gia tương đối là tự do, ví dụ như trường hợp của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy trở lại với đề tài ngày hôm nay. Ngày qua thì Cộng đồng YouTube đã có những bài viết so sánh về những gì mà khoa học và Phật giáo, bên nào có thể làm được gì và những gì không làm được. Nhưng mà ngày hôm nay, ở trong đoạn tiếp theo, Ngài Bạch Chúa Tô đã đặt thẳng vấn đề là có những điều mà khoa học không thể nào gói tới được mà phải cần đến tôn giáo, đặc biệt là vai trò của Phật giáo. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe phân đoạn sau đây được trích từ quyển Phật giáo và khoa học của Ngài Bạch Chúa Tô do Tỳ kheo Thích Tông Văn chuyển dịch sang Việt ngữ. Bây giờ thì xin được mời cô Nhật Quỳnh. Chúng ta và kính đến đây đạo tràng, con xin được đọc chánh văn ạ. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết tín hiệu. Phật giáo và khoa học, trích từ Phật giáo nền tảng của khoa học, của Hòa Thượng Bạch Giác Đức Tô, Tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch. Tiếp theo là mã một vài đề nghị về cải tiến quá ít. Bây giờ chúng ta hầu như kết thúc. Chúng ta muốn có một vài đề nghị làm sao khoa học có thể cải tiến. Điểm thứ nhất mà chúng tôi muốn nói đến là điểm đã nói trước đây về sự thiếu thốn. Khoa học không đầy đủ để giải quyết các khó khăn trên thế giới hiện tại. Chúng tôi muốn lấy môi sinh làm thí dụ.
Vì vấn đề bảo vệ môi sinh là một trong những vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Nhà khoa học phải giữ một vai trò lãnh đạo để giải quyết vấn đề, nhất là về phương nghiên cứu và đề nghị các giải pháp. Kiến thức khoa học không giá trị, khoa học có thể báo động cho chúng ta về những nguy hiểm hiện hữu, nguyên nhân và những phương cách mà chúng ta phải đối đầu. Kỹ thuật bắt nguồn từ khoa học là khí cụ thiết yếu trong công việc này. Nhưng dù chúng ta có những khí cụ có giá trị như trên vẫn chưa đủ cho chúng ta giải quyết vấn đề. Hơn thế nữa, khi chúng ta xét nguyên nhân của những khó khăn này, chúng ta tìm thấy chúng phát xuất từ khoa học và kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật không thể sửa chữa công việc của chính mình. Mặc dù chúng ta có đủ kiến thức cần thiết, nhưng chúng ta lại không sử dụng. Thay vì có khả năng kỹ thuật giải quyết vấn đề, chúng ta lại tiếp tục loại kỹ thuật làm trầm trọng thêm. Đơn giản, kiến thức khoa học không thể thay đổi tư cách đạo đức của con người, thay vì sự kiện là nếu kỹ thuật đứng đắn được sử dụng, chúng ta có thể giải quyết những khó khăn mà chúng ta phải đối đầu. Những toan tính dễ giải quyết nhưng khó khăn ấy đều bị tắc nghẽn vì lưỡng lự. Trong khoa học tương lai, ngay tức khắc, khoa học phải tự mình bằng lòng làm việc với sự rèn luyện trí óc khác, cung cấp các dữ kiện cho một nỗ lực tập thể để giải quyết những khó khăn ấy. Bây giờ, cái gì có thể sử dụng để giải quyết khó khăn của nhân loại thêm vào khoa học và kỹ thuật? Từ quan điểm Phật giáo, giải quyết khó khăn của nhân loại, bất kỳ loại nào, bao giờ cũng phải thực thi với ba phương pháp trọng yếu, vì những khó khăn của nhân loại phát xuất trên mức độ khác nhau. Về phương cách môi sinh chẳng hạn, có ba mức độ phải được hội nhập là: một, mức độ về tư cách đạo đức; hai, mức độ về tâm; ba, mức độ về sự hiểu biết. Ba mức độ phải được hợp nhất trong tiến trình giải quyết khó khăn. Một, trên mức độ tư cách đạo đức phải có sự kiềm chế xã hội, đó là kiềm chế sự phóng khoáng thân thể ra phía ngoài và tư cách đạo đức về nói năng. Có hai phương cách kiềm chế cách sự, có hai phương cách kiềm chế cách cư xử ngoài xã hội. Thứ nhất, kiềm chế không cần đến điều lệ hay luật, gồm hình phạt cho những kẻ phá luật lệ, v.v. Trong Phật giáo gọi là Vinaya luật. Phương cách thứ hai, kiềm chế từ trong phạm vi cá nhân, do ý định. Hầu hết trong những trường hợp, ý định phát xuất từ tín ngưỡng tôn giáo. Nếu, thí dụ, có đức tin và tin tưởng trong tôn giáo, có sự sẵn lòng và thiện chí để kiềm chế tư cách đạo đức. Phương cách này trong Phật giáo gọi là Sila giới. Tóm lại, phương cách thứ nhất là Vinaya luật, điều luật và tiêu chuẩn để ngăn ngừa các hành động phá hoại. Và phương cách thứ hai là Sila giới, dụng ý của lý trí để kiềm chế hầu khỏi vi phạm những giới cần phải tôn trọng. Cả hai phương cách này đều liên hệ đến sự việc kiểm soát và huấn luyện tư cách đạo đức. Trên phương diện xã hội, rất cần thiết thiết lập những luật lệ, nhưng cũng chưa đủ. Chúng ta cần phải có giới để tuân theo, vân giữ cho đến khi hạnh kiểm của chúng ta không còn vướng mắc và được điều hòa. 2. Vì tâm là yếu tố nguyên nhân của các vấn đề. Nếu chúng ta muốn mọi người tham gia vào việc bảo vệ thiên nhiên, trước tiên chúng ta phải đặt sự ham thích này trong tâm của mọi người. Cho nên, từ việc bảo vệ chúng ta đi đến ham thích bảo vệ thiên nhiên. Từ đâu sự ham thích bảo vệ thiên nhiên phát xuất?
Sự ham muốn này phát xuất từ lòng mến yêu thiên nhiên. Nếu có sự cảm kích với thiên nhiên, ham thích bảo vệ thiên nhiên, tự nhiên sẽ bộc phát theo sau. Nhưng chưa phải là hết. Người dân chỉ cảm kích thiên nhiên khi họ sống hạnh phúc với thiên nhiên. Dường như hầu hết mọi người đã nhận thức được sự quan trọng việc cảm kích thiên nhiên. Nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy đều chỉ rất ngắn ngủi. Họ không nhìn thấy cả chuỗi những điều kiện. Bao lâu mà họ không nhìn được tất cả các yếu tố liên đới. Những dự tính để giải quyết vấn đề đều sẽ thất bại. Chúng ta phải nghiên cứu sâu xa để tìm ra đầu mối của chuỗi ấy, để nhìn thấy nhu cầu gì cần phải làm để khuyến khích người dân cảm mến thiên nhiên. Lòng yêu mến thiên nhiên sẽ xuất phát với khó khăn nếu người dân sống không hạnh phúc với thiên nhiên. Người dân phải có tâm sống thoải mái với thiên nhiên trước khi họ có thể mến yêu thiên nhiên. Và từ đó họ có thể phát triển lòng ham thích bảo vệ thiên nhiên và sẽ dẫn đến công việc bảo vệ ngày nay. Dù vậy, có nhiều yếu tố khác hay những ngăn ngại trong chuỗi điều kiện của chúng ta. Điều này quá đủ chưa đến ý kiến tổng quát. Cho nên, cho đến nay khoa học đã có một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiến trình hoạt động. Đó là lòng ham thích tìm hạnh phúc từ sự khai thác thiên nhiên khiến cho người ta cảm thấy sâu xa trong phạm vi của mình là con người chỉ hạnh phúc nhờ kỹ thuật và thiên nhiên là một trở ngại cho hạnh phúc này. Nhiều trẻ em trong hiện tại cảm thấy hạnh phúc của chúng nằm nơi kỹ thuật và cảm thấy không thoải mái với thiên nhiên. Thậm chí chúng có thể đi xa hơn nữa, coi thiên nhiên như kẻ thù. Một trở ngại cho hạnh phúc của chúng, thiên nhiên phải được chinh phục để có thể vui hưởng hạnh phúc của kỹ thuật. Hãy nhìn vào tâm của người ta trong thời đại này. Bạn có thể nhìn thấy hầu hết mọi người trong xã hội đều nghĩ như vậy. Đó là kết quả từ ảnh hưởng của khoa học trong thời đại kỹ nghệ mới đây. Tin tưởng, chinh phục thiên nhiên và tìm hạnh phúc trong hàng hóa, vật chất, biểu hiện và chủ trương bởi kỹ thuật đã ngự trị trong tâm con người một thời gian lâu, khiến con người có cảm nghĩ thiên nhiên là kẻ thù, một chướng ngại cho sự tiến bộ của nhân loại. Bao lâu mà cảm nghĩ này còn lan tràn, sẽ rất khó khăn con người yêu mến thiên nhiên, vì con người không thể tìm được hạnh phúc trong thiên nhiên. Vì lý do này, đường lối suy nghĩ của chúng ta phải thay đổi. Nếu chúng ta tiếp tục sống trong thế giới thiên nhiên, chúng ta phải tìm thấy điểm quân bình. Và để chúng ta có thể làm được việc đó, chúng ta phải phát triển lòng cảm mến thiên nhiên. Ít nhất cũng nhìn thấy điều thiên nhiên cho chúng ta hạnh phúc. Có rất nhiều cái đẹp trong thiên nhiên và kỹ thuật có thể sử dụng để nâng cao sự cảm kích thiên nhiên. Để được hữu hiệu hơn, sự chế ngự, cách hành xử của chúng ta rất cần thiết được hỗ trợ bởi sự nhận thức tinh thần. Nếu thừa nhận một hành động khéo léo hay một ý tưởng đẹp đẽ trong cách hành xử như vậy, hay có đủ động lực khiến chúng ta tự nguyện bắt đầu rèn luyện nhân cách của chúng ta trong một đường lối xây dựng. Rồi, nhu cầu tự huấn luyện không cần phải bắt buộc hay cần đến một thao tác khó khăn. Ba, mức trí tuệ liên hệ tới sự hiểu biết nhân quả. Hai nguyên nhân và điều kiện trong thiên nhiên. Điều này quan trọng hàng đầu để hiểu rõ việc ủng hộ hay bác bỏ giải pháp bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta phải hiểu biết một phần nào về thiên nhiên. Về phương diện này, khoa học thuần túy có thể là lợi ích to lớn. Cung cấp các dữ liệu giúp chúng ta nhìn được những yếu tố xác đáng liên hệ đến sự việc phá hoại môi sinh. Đến đường lối nào mà môi sinh bị phá hoại,
và những hậu quả gì sẽ xảy ra từ sự phá hoại này. Hiểu được tình trạng này sẽ mở rộng tâm ý con người và làm cho con người lãnh hội được. Nếu có sự hiểu biết, ta thấy được một hành động nào đó có thể là nguyên nhân gây tai hại cho môi sinh dẫn đến hiệu quả, tai hại cho con người. Chúng ta sẽ cảm khích lệ để thay đổi cách hành xử của chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi mặc dù hiểu biết hậu quả xấu của việc gì đó, chúng ta vẫn không thể thay đổi cách hành xử của chúng ta vì tâm chúng ta không chấp nhận, vì còn nông cạn. Do đó, tại sao tâm chúng ta quan trọng phải có cả sự hiểu biết, tình trạng ở một mức trí thức lẫn tình cảm? Sự thừa nhận một thiện chí sống hạnh phúc với thiên nhiên. Kiến thức khoa học không thôi không đủ để lôi cuốn con người thay đổi đường lối. Vì từ lý ái đến thói quen, lợi dưỡng cá nhân, xã hội ưu tiên, vân vân, với niềm vui về thiên nhiên là căn bản. Bất luận một sự thấu hiểu bằng tri thức nào, chẳng hạn như sự hiểu biết hệ thống sinh thái học, sẽ giúp việc hiểu biết sâu xa hay làm những vững mạnh tất cả những phẩm tính về mức độ cảm xúc. Để thực sự đối đầu với tình thế, chúng ta phải có một giải pháp hiểu biết. Những phương pháp của Phật giáo là một giải pháp hiểu biết cho vấn đề trên tất cả các mức độ. Có ba mũi nhọn, hai phân chia bậc của Phật giáo, của Phật đạo. Trong Phật giáo, bậc thứ nhất chúng tôi gọi là giới, sila, tức sự kiềm chế hay kiểm soát nhân cách trong phạm vi luật vinaya, luật lệ và điều lệ, thu thúc hành động. Đạt được do dụng ý là cốt lõi của giới. Cả hai mức độ điều lực và ý định tinh thần đều nằm trong tiêu đề tổng quát của thế giới để rèn luyện tư cách đạo đức. Bậc thứ hai liên quan đến tâm để rèn luyện cảm nghĩ. Phẩm tính và thói quen của tâm phải có đạo và khéo léo. Đó là định Samadhi. Cách rèn luyện tâm. Bậc thứ ba là trí tuệ Banh Nha. Hai kiến thức hiểu biết, trí tuệ là phẩm tính điều hành hoạt động của các bậc thứ nhất và bậc thứ hai. Xem xét chúng và đem chúng vào con đường chính đáng. Trí tuệ có khuynh hướng không tích cực, cho nên trí tuệ phải được hỗ trợ bởi việc rèn luyện đạo đức và thiền định. Trí tuệ không những giám sát việc thực hành kiềm chế tinh thần và thiền định, mà còn khảo sát mặt tiêu cực của sự vật. Cái thấy thí dụ như hậu quả tai hại của các hành xử không khéo léo, cả đến những trường hợp cách hành xử đem niềm vui và lợi ích trong đường lối nào đó. Nếu lạc thú như vậy lại đem lại tai hại, trí tuệ là tiếng nói của chúng ta, ta phải loại bỏ cách hành xử ấy hay phải sửa lại cách hành xử cho đúng cách. Ba bậc trên đây cùng nhau hoạt động và tùy thuộc lẫn nhau. Trước tiên chúng ta rèn luyện các hành động, trau dồi cách hành xử khéo léo và loại bỏ cách hành xử vụng về. Đồng thời chúng ta rèn luyện tâm, thấm nhuần tâm với nỗ lực khéo léo và cảm nghĩ hỷ lạc hay thỏa mãn trong việc thực hành, mở mang chánh kiến và lý do thực hành, thấy được đúng lợi ích hai tai hại của hành động của chúng ta. Khi tu tập và thực hành, chúng ta càng ngày càng trở nên kiên định hơn, tâm sẽ thấy hỷ lạc trong việc tu tập, khiến niềm tin tăng trưởng. Khi niềm tin gia tăng, tâm sẽ sáng suốt nhận định và hiểu thấu được hành động của chúng ta. Khi trí tuệ và sự hiểu biết phát sanh, thấy sự lợi ích trong việc tu tập và sự tai hại không tu tập, niềm tin lại tăng trưởng, chúng ta có thể kiểm soát được cách hành xử của chúng ta, đem áp dụng và làm cho cách hành xử phù hợp hơn chánh đạo. Dạ, còn tiếp. Dạ, chánh văn đến đây đã chấm dứt.
con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Đến Sư. Cảm ơn cô Chúc Quỳnh. Kính là để thượng tọa tu sư, kính là để chư tục đức và thưa quý Phật tử. Khổng Tử thuở sinh thời đó là một người tương đối thất bại ở trên quan trường. Sau khi đi du thuyết một thời gian dài thì Khổng Tử hơn 55 tuổi thì trở về mở trường để dạy học trò. Nhưng mà người ta nói rằng những học thuyết của Khổng Tử vẫn chưa có được phổ biến rộng ở trong dân gian cho đến khi Mạnh Tử tiếp nối. Mạnh Tử rõ ràng là một nhà giáo, là một bậc thầy, nó đặt rất nhiều cái phương thức và áp dụng những lời dạy Khổng Tử. Do vậy chúng ta thường đề cập đến Mạnh Sơn Trình. Và thú vị, một trong những điều mà Mạnh Tử tin tưởng rất là mạnh mẽ đó là cái gì mà con người bắt buộc phải làm thì không bằng người ta tự muốn mà làm, và cái mà người ta tự muốn mà làm thì không bằng cái gì người ta vui thích hay là khoan hỷ mà làm. Có những lĩnh vực mà hầu như khoa học cho con người rất là nhiều, nhưng mà thưa quý vị, qua bài đọc thì chúng ta thấy ra một điều rằng không đơn thuần là chúng ta sống chỉ là những điều gì cần làm, nên làm, và phải làm sao con người chịu làm, và chẳng những chịu làm mà phải có cái tâm làm và phải có tất cả cái kiến thức, sự hiểu biết để thực hành một cách có lợi lạc. Bước qua đến bậc này tương đối rất là khó, thực sự rất là khó, bởi vì cái gì cần đã làm đã khó rồi, nhưng mà tự tâm mình với tinh thần tự giác mà làm, như là trong một xã hội văn minh là người ta không còn phải bắt buộc phải đặt vấn đề khó khăn, phải dùng nhà tù, dùng cảnh sát, dùng công an, mà con người tự sống cách văn minh. Nhưng bây giờ chúng ta nói đến một trường hợp khác, đó là làm sao chúng ta có đủ trang bị kiến thức để làm tốt những điểm này. Đây là điểm rất là thú vị. Ngày hôm nay thì rất hoan nghị thượng tọa tu sư dành thời giờ để vào chia sẻ sinh hoạt với chúng ta. Do vậy, với bài đọc vừa rồi, một phân đoạn ở trong bài viết về Phật giáo và khoa học của Ngài Bà Dũ Tôn, hôm nay cũng kính thỉnh thượng tọa tu sư hoan nghị chia sẻ với tất cả mọi người ở trong thời đại dịch này. Chúng ta nói về tinh thần tự giác, chúng ta nói về cái sự hiểu biết đủ tốt để mọi người có thể làm được cái gì mà con người nên làm vì cái sự bảo vệ chính bản thân của mình và vì cái sự an nguy của những người xung quanh mình. Bây giờ thì để khi mặt đại chúng kính cung thỉnh thượng tọa tu sư có bài chia sẻ nhân buổi tu học ngày hôm nay, kính cung thỉnh thượng tọa. Kính lễ Phật Pháp Tăng, kính chào chư tôn đức và tôn chào tất cả quý kính thưa quý vị,
Trong cái chương trình tu tập thời đại dịch hôm nay, chúng ta nghe một đoạn từ tác phẩm Phật giáo và khoa học. Phật giáo nền tảng của khoa học của Ngài Hòa Thượng Bây Giúp Tù. Qua bài viết này, chúng ta nhận thấy một điểm rất quan trọng mà ở phần kết của đoạn Ngài Bây Giúp Tù có nói đến, đó là giới định và tuệ. Lúc đầu Ngài đưa ra những vấn đề của khoa học không đủ để bảo vệ cái môn sinh, và Ngài đề nghị chúng ta phải, khoa học phải có thêm ba cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là về cái tư cách đạo đức. Thứ hai là về vấn đề tâm tư. Và thứ ba là về vấn đề hiểu biết. Chung lại, thưa quý vị, khoa học đã cố gắng để đưa ra một cái giải pháp giúp tiết kiệm về thời gian, tiết kiệm về nhân sự, và đáp ứng được cái nhu cầu trong cuộc sống. Tiết kiệm thời gian, thế tạo ra những cái máy móc, những cái phương tiện di chuyển như là máy bay, phi cơ phản lực, hoặc là những cái điện đài trên mạng internet thì chẳng hạn, làm sao để có thể thông tin một cách nhanh chóng mà không phải mất nhiều thời gian như thuở xưa. Từ ở trong miền trong hay là miền ngoài đi vào trong kinh đô Huế để thi cử thì người ta phải đi mất mấy tháng trời ròng rã mới có thể đến nơi được. Còn bây giờ thì chỉ cần đi trong chớp nhoáng thôi. Còn ngày xưa có những người đưa tin, họ phải đi ngựa và đi lâu, có thể là tin không tới chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì người ta chỉ cần đưa cái email hay là file là bên kia nhận được rồi. Họ tiết kiệm về nhân sự, người ta chế tạo ra những cái robot để làm việc thay thế cho những công nhân ở trong hãng xưởng. Tất cả những điều đó khoa học làm được.
khoa học nghiên cứu về vật lý, về hóa học. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó chưa đủ để bảo vệ cái môi sinh cho con người. Bởi tại sao? Vì con người nó gồm có hai thành phần, tức là danh và sắc, hay là tinh thần và thể xác, chứ không phải chỉ là cái sự phát triển của thể xác không, mà cái phần tâm linh cũng sẽ rất góp phần quan trọng vào cái việc mà thực hiện một cái đời sống hạnh phúc, an lạc. Con người chỉ có vật chất thì nó sẽ đơn điệu và sẽ cuộc sống sẽ rất nhàm chán. Và chính vì nếu con người chỉ sống vì vật chất không thì nó lại gây cái tác hại khác, là khi đó con người không có tạo ra được cái thiên nhiên, gìn giữ cái thiên nhiên để hạnh phúc với cái thiên nhiên đó. Và ở trong một cộng đồng mà nếu như cái đời sống tinh thần nó được thiết lập một cách hoàn hảo, tốt đẹp, thì chắc chắn là con người trong xã hội sẽ nổi loạn, đấu đá, tranh đấu với nhau, giết hại lẫn nhau, và chỉ chạy theo những gì mà mình muốn. Thế thì cuộc sống này nó trở nên tồi tệ. Tại thử ra ở đây Ngài với chúng tôi, Ngài mới nói rằng là cái sự cống hiến của khoa học, mặc dù có lợi ích, mặc dù hữu hiệu, nhưng mà nó vẫn chưa đủ để đem lại cho con người một cái đời sống bình an, hạnh phúc. Và do đó muốn có được điểm này, muốn có được điều này, thì chúng ta phải trở lại với Phật giáo. Bởi vì ở đây quý vị như đã nói, trước tiên cái đời sống của chúng sanh, đời sống của con người là phải muốn có cái hạnh phúc tinh thần. Cái điều kiện trước tiên là người đó phải có cái nếp sống đạo đức. Cái danh từ đạo đức, xã hội thời nay họ cũng vẫn sử dụng, nhưng mà khi họ nói đến cái đạo đức xã hội đó, nó chỉ là cái ở bên ngoài thôi, nó chưa có đủ để làm nền tảng cho một cái cuộc sống tâm linh hoàn hảo. Thậm chí như ở đạo Khổng Mạnh, Đức Khổng Tử cũng đưa ra những nguyên tắc đạo đức
xã hội. Và đã có một thời đạo Khổng mạnh mẽ và ở trong cái xã hội của con người, nhất là con người như là ở dân Trung Hoa hay là ở Việt Nam chẳng hạn, Khổng Tử cũng đưa ra những cái nguyên tắc đạo đức đó. Nhưng mà những nguyên tắc đạo đức này nó vẫn còn có một cái gì đó nó bị hạn chế, chứ không có giống như trong đạo Phật các đạo đức đã được thiết lập bởi hai cái yếu tố ở đây. Cái lời viết của Ngài Bố Thí Tô, Ngài đề cập đến hai yếu tố đó là Vinaya, luật lệ, để kềm chế. Và song song đó là phải có yếu tố thứ hai là Sila, là giới. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra thì như chúng ta cũng biết trong Phật giáo, khi đề cập đến tạng luật, Vinaya, Vitaka là bao hàm cả Sila. Chứ không phải là hai cái này nữa tách biệt. Giới Sila cũng là Vinaya. Nhưng mà về quy định giá ở đây nó có hai trường hợp. Cái này chúng tôi nói qua về luật ở trong Phật giáo một chút xíu, tức là Anujati và Panyati. Anujati tức là chuẩn hành, những cái điều lệ mà Đức Thế Tôn Ngài cho phép làm, cái làm. Để ổn định, để đem lại trật tự trong cái sự sinh hoạt của tăng đoàn. Cái đó được gọi là Anujati. Còn Panyati là những điều mà Đức Thế Tôn chế định như là Sikkhapada, tức là Sila, là giới. Là Đức Phật Ngài cấm chế. Không cho làm. Khi mà vi phạm vào những điều Sikkhapada thì Đức Phật Ngài đưa ra những cái hình thức mà chúng ta gọi là Apati, là phạm tội, và phải khắc phục bằng cách nào thì cái phương pháp đó gọi là Anujati. Cho nên nếu mà nói ra thì cái chuyện này như dài dòng lắm thưa quý vị. Bây giờ chúng ta chỉ nói một cách tóm tắt như thế này. Theo chúng tôi đó, thay vì chúng ta xài chữ Vinaya, cái luật lệ đó giống như là những cái nguyên tắc sống để ứng xử, thì bây giờ con người chúng ta thay thế cái sự kềm chế đó bằng cái danh từ được gọi là Sanyama, tức là
cái sự kiềm chế bản thân hay là cái sự chế ngự bản thân. Cái đó là trên tinh thần. Có người sống biết chế ngự bản thân, biết kiềm chế bản thân, không có chạy theo cái sự ham muốn. Nếu xét thấy cái sự ham muốn đó, cái dục vọng đó, nó có nguy cơ đem đến hại mình, hại người, thì phải thiết chế, mình phải kiềm chế nó lại. Thì cái đó gọi là sát. Cái nguyên tắc thứ hai đó gọi là đâm áp, tức là phải biết tự hóa bản thân, tức là tự hóa bản thân. Hai cái pháp này nó rất quan trọng thưa quý vị. Khi mà hai cái pháp nó làm không được đó, thì lúc bây giờ mới nhờ đến si lá là giới, giống như là cái hàng rào để chặn. Và khi có cái hàng rào giới để chặn nhưng mà vẫn vi phạm, vẫn vượt qua cái hàng rào đó, thì lúc bây giờ mới áp dụng đến cái quy định giác, tức là lực để mà giải quyết, mà sắp xếp lại. Cho nên theo chúng tôi thì trên cái phương diện đạo đức của cuộc sống, để góp phần cho cái xã hội được an sinh và mưu sinh, bảo vệ mưu sinh, đem lại an sinh, thì chúng ta phải có bốn nguyên tắc đạo đức mới được, là Sanyama, Dhamma, rồi Sila, Vinaya. Ở trong cuộc sống này, Đức Phật này luôn luôn ngài kêu gọi các vị tỳ kheo đệ tử của ngài, trước tiên là các vị phải biết tự kiềm chế bản thân. Ngài chưa đặt vấn đề giới luật để ràng buộc, phải biết tự kiềm chế, phải biết tự điều phục chính bản thân mình, tự kiềm chế và phải biết kiềm chế và biết tự điều phục. Rồi nếu vị tỳ kheo đó cảm thấy tinh thần còn yếu, sợ e rằng phiền não nó sẽ nổi loạn, thì lúc mới phải dùng đến giới, thành tựu giới, có Chetana, tức là có cái sự cố ý để giữ giới. Vừa thì ở đây đó, nếu như mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng là sở dĩ ở trong xã hội chúng ta có cái sự rối loạn là con người không biết tự kiềm chế bản thân, không có tự giáo dục bản thân. Mà người ta nghĩ rằng ở xã hội này nó được an sinh, được ổn định, được trật tự là do nhờ cái luật pháp, hay là do thi hành những cái điều lệ mà chúng ta gọi theo Phật giáo là giới. Nhưng mà cái đó cũng chưa đủ. Nếu như con người chúng ta tự kiềm chế rồi thì tất cả là xong, sẽ tốt đẹp. Nhìn thấy củ rơi, lòng tham khởi lên. Nếu như một con người không có kiềm chế được cái lòng tham của mình, và con người không có tự huấn luyện,
của rơi này không phải của ta, không lấy, thì như vậy đâu có chuyện. Còn bây giờ nhặt của rơi, khi mà nhặt được thì những cái người người mà chủ nhân của cái của rơi đó họ đi tìm kiếm, khi mà họ bắt gặp người kia đang cầm trên tay tài sản, cái bóp cái ví của mình, thì lúc bây giờ sẽ sanh ra chuyện và đem đến cảnh sát rồi đưa ra tòa để phân xử. Tại sao đợi cho đến lúc cái tệ hại nó khởi lên rồi mới áp dụng lực để mà giải quyết? Ngay từ đầu phải chia con người sống đạo đức và biết tự kềm chế bản thân mình và luôn luôn giáo dục chính bản thân mình thì tốt quá. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy ở đây. Nó sẽ, nếu mà áp dụng theo cái tinh thần của Phật giáo đó, thì cái bước đầu đưa đến đạo đức là Sila. Nhưng mà chữ Sila, Sikha đó là tăng thượng giới. Ở trong thân của thân của sáng này giảng giải lắm thưa quý vị, như chúng tôi đã trình bày khi nãy, chứ không phải chỉ có Patimokkha là giới bổn là đủ, mà còn có những cái thứ khác nữa cũng gọi là giới. Và bây giờ đến cái bước thứ hai đó, cái vấn đề mà chúng ta phải rèn luyện nội tâm, phải rèn luyện nội tâm. Khi đạo đức đã thì con người phải biết tự rèn luyện nội tâm. Nội tâm có trong sáng đó thì mới đem đến cái sự hạnh phúc an lạc. Như Đức Thế Tôn đã dạy trong Pháp Cú Kinh Manupapankama Thamma Manusattha Manumaya Manasache Pasandena Pha Sattiwa Karotiwa Tato Năng Sukhamanveti Chayawa Anabhajidi. Trong cái pháp cú kệ số 2 đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời. Làm sao trong cái hành động, lời nói mà được tâm kiểm soát, một cái trạng thái tâm lành. Cái tâm lành ở đây chỉ cho tâm thiện, tâm vô tham vô sân vô si. Cái tâm đã kiểm soát được cái hành động và cái lời nói, cái tư duy, thì như vậy nó sẽ đưa đến một đời sống an lạc. Khi mà tâm bị ô nhiễm thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả là đau khổ. Manupapankama Thamma Manusattha Manumaya Manasache Paduthena Phasitva Karotiva Tato Nang Dukkhamanveti Chakkan Wa Anapaya Vahato Padang. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu nói hay hành động với tâm tư ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo con vật kéo. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là một cái trạng thái tâm ô nhiễm nó sẽ dẫn đến cái sự hành động và lời nói bất thiện để đưa đến trạng thái đau khổ. Còn nếu một cái trạng thái tâm trong sạch
nó sẽ khiến cho nói hay hành động lành thiện và đưa đến cái sự hạnh phúc. Mà muốn giữ được cái trạng thái tâm như thế này thì thưa quý vị phải biết rèn luyện. Mà cái sự rèn luyện tâm ở đây nói theo Phật giáo đó tức là định, hay có một cái danh từ mà chúng ta gọi là tăng thượng tâm, tu tập tăng thượng tâm, Abhicitta. Bởi chính cái điểm này, trong cái đoạn đầu Ngài Bức Chúa Tô, Ngài không có nói đến, không có dùng danh từ gọi là định, mà Ngài dùng cái danh từ ở trong ba mức độ phải hội nhập á, phải được hội nhập. Phương pháp bảo vệ môi sinh thì Ngài, cái điều thứ hai Ngài nói là về tâm tư. Ở đây là chúng ta phải tu tập về tăng thượng tâm, nói một cách khác là định, mà nói rõ hơn nữa tức là cái sự rèn luyện về về tâm. Cách rèn luyện về tâm trước tiên là con người phải biết chế ngự những cái thói xấu mà chúng ta gọi là pháp triền cái Nivarana, tức là tham dục, sân hận, giả dự, buồn ngủ, phóng tâm, hối tiếc, chúng ta gọi là trạo hối, và có sự quậy nghi. Năm cái triền cái đó là năm cái bợn dơ của tâm, bợn dơ tinh thần. Khi muốn rèn luyện tâm hay là muốn tu tập về tăng thượng tâm là phải khống chế đó, là phải lắng dịu, làm cho yên lặng năm cái này. Khi đã lắng dịu như vậy thì kế tiếp là phải có cái sự nỗ lực chánh niệm. Cũng cần phải lưu ý rằng là niệm ở trong chánh niệm ở giáo đó, trong thiền đó, ở đây không có nghĩa là chúng ta ngồi lại chúng ta tụng kinh, hay là ngồi lại chúng ta niệm Phật. Mà chánh niệm ở đây tức là cái sự nhớ biết từng cử chỉ, từng lời nói thốt ra, từng ý nghĩ suy tư đều phải được kiểm soát bằng cái sự ghi nhận. Đang đi biết rõ, đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi biết, đang nói cái gì phải biết và ghi nhận. Nhờ cái sự ghi nhận một cách tỉnh thức như vậy đó, cho nên mới phát hiện ra những cái gì xấu xa nó khởi lên. Bây giờ chúng ta tu tập chánh niệm gì cũng bị im lặng nhưng mà ghi nhận, nhớ biết, gọi là sati, sarati sati, tức là nhớ biết, gọi là niệm. Mà nếu nhớ biết để đưa đến một sự cảnh giác thì để sự nhớ biết được gọi là samasati, là chánh niệm.
chánh niệm đối những ác bất thiện pháp đang sanh, đã sanh. Mình biết rõ nó đang sanh, đã sanh. Tâm có tham biết rõ tâm có tham, tâm không tham biết rõ tâm không tham, tâm có sân biết rõ tâm có sân, tâm không sân biết rõ tâm không sân, vân vân. Thì cái đó nó sẽ đưa đến cái hệ quả tốt đẹp. Là bởi vì khi con người mà có niệm như vậy đó, thì chắc chắn là họ sẽ kiểm soát được bản thân, và những cái hành động, những cái lời nói ác nó sẽ được kiềm chế. Cho nên ở đây đó, được gọi chánh niệm. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta rèn luyện bản thân đó, ngoài cái việc mà chúng ta phải có sự nỗ lực, phải có chánh niệm, gọi là atapi, là nỗ lực nhiệt tâm làm, không có thờ, không có thờ ơ, không có làm miễn cưỡng, mà chúng ta phải xem đó như là một cái khả năng mình cần phải phát huy. Con người nếu mà ai cũng có niệm, ức niệm rất rõ ràng, thì mọi việc nó sẽ đề huề, nó sẽ tốt. Rồi phải sau khi nhiệt tâm chánh niệm, sau đó mới làm theo những cái phương pháp khác. Thí dụ như trong đời sống thỉnh thoảng gặp những cái sự lo âu, sợ hãi, hay là những cái sự nguy hiểm đang đe dọa, thì lúc đó chúng ta phải có cái sự cảnh giác, hay là có sự kham nhẫn với những cái nghịch cảnh, vân vân. Thì ở đây trên phương diện mà cittapavana đó, là tu tâm, thì Đức Phật này dạy cho nhiều cách lắm. Tu tập về tinh tấn, tu tập về niệm trong thiền, hoặc là tu tập về cái sự nhẫn nại, hay tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì tất cả những cái đều có cái tác dụng là rèn luyện tâm. Đây là một trong bốn điều tu tập Phavana Đức Phật dạy. Kaya Phavana là tu tâm, tu thân. Sila Phavana là tu giới. Chitta Phavana là tu tâm. Tu tâm là sự rèn luyện tâm, được đề cập đến ở đây. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái mức độ thứ ba mà Ngài Bà Chúa Tô đề nghị là phải có. Đó là về vấn đề hiểu biết. Hiểu biết ở đây là chỉ cho trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây đó, được xài rất nhiều trường hợp. Tức là xài trên phương diện sampajanya, tức là tỉnh giác, cũng là trí tuệ. Hay là dhammavicchayo, tức là trạch pháp, giác chi, cũng là trí tuệ, vân vân. Hay là vipassana, ittipada, là thẩm dư ý túc, cũng là trí tuệ. Xảy rất nhiều trường hợp. Nhưng ở đây theo Ngài định nghĩa, Ngài nói đó, Ngài giải thích để cho chúng ta thấy ở trong cái đời sống xã hội của chúng ta, ngoài cái việc mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ ở trong đời sống hàng ngày, như là cái việc mà chúng ta xử sự giao tiếp phải dùng cái trí tuệ, chúng ta phải biết cái nào có lợi ích, cái nào là vô ích, cái nào thích hợp và cái nào không thích hợp,
Sattha-samacchanya hay là Sapaya-samacchanya. Cái đó cũng gọi là sự tỉnh giác. Còn trí tuệ mà thuộc về tu tập thiền quán đó, thì cái này được gọi là Vocara-samacchanya. Hay trí tuệ thuộc về cái tri kiến sáng suốt, không có lầm lạc, không có chấp theo thường lạc ngã tịnh, thì cái trí đó được gọi là Asamoha Samacchanya. Hai cái đó chúng ta sẽ nói, nhưng mà ở sau, đối với vị hành giả đang tu tập về thiền quán. Và bây giờ nói hai cái đó là để chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thí dụ bây giờ chính phủ ra cái điều luật và kêu gọi khuyến cáo mọi người không nên đốn phá rừng, hay là không nên giết hại những cái sinh vật mà chúng góp phần bảo vệ cái môi sinh, vân vân. Mặc dù ra cái điều luật, cái lệ như vậy, hoặc cái sự cảnh báo như vậy, nhưng mà khi con người không có trí tuệ, không có hiểu biết, cái việc mà gìn giữ thiên nhiên đó, nó sẽ làm cho cái cuộc sống này được an lạc, cái môi trường này được trong sạch, được lành mạnh. Khi mà người ta thiếu thức, người ta thiếu sự hiểu biết đó, thì cho dù bao nhiêu luật lệ, bao nhiêu hình phạt được đặt ra, thì con người cũng lén lút mà đốn ngã cây rừng để bán để lấy tiền, hay là săn bắt những cái con vật, từ vật lớn đến vật nhỏ, để mà ăn, làm riết rồi ở trên cái mặt đất này nó chai sạn, nó khô cằn, nó không còn cái môi trường sinh thái tốt đẹp để mà cùng sống. Thì như vậy tất cả đều là do cái sự ý thức thiếu, cái sự hiểu biết về cái điều lợi, điều bất lợi, cái điều nào thích hợp hay không thích hợp. Thì thưa quý vị, cùng sống nhau trên ven bờ sông, hay là những cái ngôi nhà sàn được cất ở trên dòng sông dài dài thế đó, nếu mà tất cả mọi người thiếu cái sự hiểu biết, cứ nghĩ rằng là rác rưởi hay là những cái đồ phóng quế mình cứ đổ đại xuống dưới sông đó, xuống dưới nước đó, cho nó trôi đi như vậy, nó khuất mắt mình, thì vậy là được rồi. Nhưng mà thưa quý vị, vì thiếu hiểu biết cho nên nó trở thành ô nhiễm cái dòng nước. Và ô nhiễm cái dòng nước đó, đâu phải người ở cuối dòng nước đó mà họ bị đâu. Nước là nó pha loãng chung. Thế là mình ở đây, mặc dù mình không thấy cái rác của mình thảy xuống, không thấy cái cục phẩm của mình đổ xuống, nhưng mà rồi nó sẽ làm cho nước nó bị ô nhiễm, mình lấy ra mình dùng xài thì nó sẽ hại cho sức khỏe. Đó là do sự thiếu hiểu biết. Thì như vậy Ngài Bế Chú Tô Ngài mới nói rằng là cái môi trường sinh thái hay là môi sinh đó, nó cần phải có cái sự hiểu biết. Nhưng mà cái sự hiểu biết sinh hoạt ở trong cuộc sống này chưa đủ. Chúng ta cần phải có sự hiểu biết, cái sự ý thức về cái vấn đề nhân quả, nghiệp báo, cái nào tội lỗi không làm, còn cái gì đem đến cái phước báo thì chúng ta làm. Ngay cả khi
nhà bên đây gây gỗ với nhà bên kia cũng vì do thiếu hiểu biết. Sống ở chòm sớm, ở láng giềng với nhau, tối lửa tắt đèn với nhau, lẽ ra họ phải suy nghĩ, hãy môi hở thì răng lành, họ phải suy nghĩ được đó. Biết như vậy thì biết nhường nhịn nhau, nhưng không. Bây giờ người ta chỉ biết sống trong cái phạm vi cái rào của họ trở vào nhà thôi, họ không biết đến ai cả. Đến chừng họ bị bệnh hoạn, họ bị hữu sự, thì lúc bây giờ họ mới than thở tại sao láng giềng và con lối sớm không ai đến giúp đỡ cho ta, giúp đỡ cho mình. Cái đó cũng tại mình thôi. Cho nên cái cuộc sống ở bên ngoài nó cần phải có cái sự hiểu biết, mà ngay cả cái đời sống tu tập của chúng ta thì càng phải có sự hiểu biết, tức là có cái trí tuệ. Ở trong cái phạm vi này thì chúng tôi không có nói nhiều về cái trí, loại trí tuệ đặc biệt là cái trí tuệ thuộc về thiền quán, cái trí tuệ mà để đoạn trừ phiền não và chấm dứt cái sự khổ đau luân hồi sanh tử. Cái trí tuệ chúng ta sẽ nói ở chỗ khác. Còn ở đây, vì rằng bài học được trích dẫn từ một tác phẩm của Ngài Bố Chí Tôn nói về Phật giáo nền tảng của khoa học, và đem so sánh những cái gì mà khoa học họ cống hiến là ít nhưng vẫn còn thiếu, thì Ngài nói trên ba phương diện, tức là còn thiếu về đạo đức, còn thiếu về cái sự rèn luyện tâm, còn thiếu về cái sự hiểu biết. Nói một cách tổng quát như thế. Thì ở trong cái mùa đại dịch, khi mà con người chúng ta mà sống không có cái sự kiềm chế bản thân, chúng ta không có cái sự rèn luyện tâm tánh, chúng ta không có sự hiểu biết cái gì cần phải làm, nên làm, thì như vậy chúng ta sẽ bị rối. Mà một mình chúng ta bị rối thì tất cả những người xung quanh chúng ta cũng bị rối, và cái xã hội đất nước cũng sẽ bị rối. Do đó vấn đề này khoa học họ chỉ trơ mắt nhìn thôi, bởi vì họ chưa có một cái giải pháp nào hết. Nhưng mà chúng ta là những người Phật tử, là chúng ta đã có một cái giải pháp trước, là từ nơi cái giáo lý của Đức Phật đã dạy cho chúng ta rồi. Cho nên hy vọng rằng người Phật tử chúng ta trong cái thời điểm nhạy cảm này, chúng ta luôn luôn phải vững tinh thần, và chúng ta hãy giữ trạng thái tâm bình thản, và nhất là về vấn đề đạo đức. Có những người vô đạo đức, họ lợi dụng vào cái hoàn cảnh này để họ trục lợi. Chẳng hạn như là họ bán những cái khẩu trang, những cái mặt hàng y tế, họ cơi giá lên hoặc đầu cơ tích trữ, cái đó cũng là vô đạo đức ở trong cái xã hội. Thì tất cả những cái đó người Phật tử chúng ta không làm. Và ở trong cái cuộc sống này, mặc dù chúng ta phải cách ly, nhưng mà chúng ta luôn luôn giữ cái sự ôn hòa. Cách ly không có nghĩa là chúng ta sợ hãi người xung quanh, và chúng ta không xem những người xung quanh như là những dịch bệnh, mà sợ ở gần bị lây nhiễm, chúng ta xua đuổi họ. Và trong thời gian này chúng ta không phải là chúng ta nhắm mắt tới đâu hay tới đó, mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết sáng suốt để biết ăn những gì, uống những gì, phải biết hít thở như thế nào, làm sao để cho cái sự hít thở của chúng ta nó được trong lành, vân vân. Thì tất cả những cái đó
chúng ta cũng phải dùng theo cái cách của Đức Phật, nói rộng cũng được mà nó hẹp cũng được, mà nói thuần chất cũng được mà chúng ta nói phổ biến ra cũng được, tùy chúng ta thôi. Thì hôm nay sáng thứ bảy chúng tôi nhấn cái chút ít thời gian để chúng tôi kể cho quý vị, và sáng ngày mai, sáng chủ nhật thì chúng tôi cũng có thể chia sẻ được, nếu như thường tòa giác đẳng không có gì phiền phức thì ngày mai chúng tôi xin trở lại chia sẻ tiếp cái đề tài. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính thỉnh thường tòa giác đẳng trở lại. Dạ, cái trình thưa tòa tuệ siêu, với pháp hội vừa rồi, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thay đổi chương trình một chút. Chúng tôi sẽ có một vài thông tin liên quan đến đại dịch corona, và sau đó thì chúng tôi sẽ thỉnh đại đức Thầy Tri thay mặt cho toàn thể chư tăng để tụng thời kinh Ratana Sutta cầu nguyện cho mùa đại dịch. Thưa vị, đất nước Hoa Kỳ đang trải qua một cơn khủng hoảng lớn về rất là nhiều phương diện. Thỉnh thoảng chúng ta có một vài bản tin tương đối rất khích lệ, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Một tin tức đáng chú ý ngày hôm nay đó là tiểu bang New Mexico của Hoa Kỳ, tiểu bang nằm giữa Texas và Arizona. Thưa quý vị, trong bất cứ sự dự báo nào thì người ta tin rằng tiểu bang New Mexico sẽ có một sự bùng phát với con số lây nhiễm và thương vong tử vong tương đối cao. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay thì tất cả con số đều nằm ở dưới một cái mức độ gọi là 40%, ở dưới mức độ dự báo của chính tiểu bang này và so sánh với toàn thể các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ. Điều này đã làm ngạc nhiên rất là nhiều người, nhưng mà rồi người ta cũng đã có thể đưa ra một số những lý giải mà qua đó khiến cho các tiểu bang khác nghi ngờ. Trước hết thưa quý vị, tiểu bang New Mexico là một ở trong những tiểu bang nghèo nhất của Hoa Kỳ, với một diện tích 315.000 cây số vuông, tức là nhỏ hơn Việt Nam chúng ta một chút. Việt Nam chúng ta thì 333.000 cây số vuông, nhưng mà dân số thì rất ít, chỉ có hơn 2 triệu người sinh sống tại tiểu bang này. Phần lớn đất đai của tiểu bang New Mexico thì thuộc về sở hữu của chính phủ liên bang. Thưa quý vị, khi mà đại dịch xảy ra thì thống đốc của tiểu bang New Mexico là một người theo đảng Dân Chủ, đã sớm nhận thấy rằng bệnh viện, nó cụ thể là giường của bệnh viện đó, nằm ở khắp tiểu bang không thấm tháp gì so với cái nhu cầu khẩn cấp về y tế nếu đại dịch bùng phát. Và do vậy, chính quyền của tiểu bang này đã đi trước bằng cách là đưa ra những biện pháp khẩn trương vượt mức bình thường. Chúng tôi lấy một ví dụ là đa số của Hoa Kỳ, dù là San Francisco hay là Houston hoặc là Atlanta hoặc là New York, thì thưa quý vị, những cái luật về giãn cách xã hội được đưa ra khi mà đại dịch đã tạo thành một cái nhu cầu khẩn cấp, người ta mới đồng ý với nhau là thật sự đang có một cái đòi hỏi cấp thiết là phải ra cái luật về cách ly.
nhưng mà lúc đó thì tương đối trễ, tại vì nếu không có nhu cầu khẩn thiết thì không ai chịu cách ly sớm. Mà khi mà người ta chịu cách ly thì vấn đề nó đã quá nghiêm trọng rồi. Và người ta nói rằng đây là một vấn đề ở trong sự đối phó bệnh dịch. Nếu chúng ta đi trước thì chúng ta sẽ giảm thiểu rất nhiều những tổn thất về sau. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chờ cho đến đâu, gọi là nước cái cung mới nhảy, chờ đến đâu giải quyết đến đó, đó thì luôn luôn là chúng ta thúc thủ trước bệnh dịch. Điểm thứ hai mà người ta nói rằng trường hợp của tiểu bang New Mexico nó lại tạo nên một ngoại lệ so với các tiểu bang khác, đó là sự đoàn kết của chính đảng, cụ thể là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nước Mỹ khi đương đầu với đại dịch hơn bao giờ hết, ngoài cái sự khác biệt giữa giàu và nghèo, thì còn có sự khác biệt giữa những người theo đảng Dân Chủ và theo đảng Cộng Hòa. Những người theo đảng Dân Chủ thì tin rằng vấn đề trở nên vô cùng cấp thiết. Nhưng mà những người theo đảng Cộng Hòa, như sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, thì họ tin rằng đại dịch ban đầu nó không có nghiêm trọng, nó chỉ nhẹ hơn là bệnh cúm nữa. Nhưng mà riêng ở tại tiểu bang New Mexico thì những viên chức thuộc đảng Cộng Hòa và kể cả cái tổ chức NRA, tức là tổ chức bảo vệ cái quyền cầm súng của Mỹ, một cái nhóm mà tương đối rất là mạnh và luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ về phía đảng Cộng Hòa, đã ủng hộ thống đốc của tiểu bang New Mexico một cách triệt để ở trong cái nỗ lực về cách ly xã hội. Cho đến bây giờ thì tại Atlanta, Georgia, hay là tại Detroit, Michigan, ở tại Madison, Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin đã có những cái kèn cửa rất lớn giữa bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa trong cái quan niệm cách ly xã hội và tái kích động lại, kích hoạt lại nền kinh tế đang bị trì trệ. Sự chia rẽ sâu sắc của các quan niệm về đảng phái đã tạo nên một sự tê liệt của bộ máy chính quyền ở trong lúc mà tất cả mọi người cần đồng tâm hiệp lực để đối phó với bệnh dịch. Như bang New Mexico thì ngược lại, chưa có một cái nơi nào ở tại Hoa Kỳ mà cả hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa cùng đồng tâm như vậy. Và yếu tố thứ ba mà người ta cảm thấy rằng New Mexico tại sao có thể giữ được cái mức lây nhiễm cũng như là tử vong gần 50%, nói chính xác là 42% ở dưới cái mức độ trung bình so với những lời dự báo và kể cả cái tỷ lệ của toàn thể Hoa Kỳ. Rất đơn giản là người dân đã hợp tác một cách triệt để, tại vì họ tin rằng mặc dù với dân số chỉ có 2 triệu dân trên một cái diện tích gần bằng Việt Nam, tương đối là dân cư thưa thớt, mật độ có đứng hàng thứ 5 ở trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta có một bài học rất lớn, đó là có một bộ tộc thổ dân mà chúng ta gọi là người da đỏ đó, đó là Navajo. Bộ tộc bao gồm bởi vì đơn giản một điều là cái tính cách đi lại bất cẩn, thiếu sự cách ly đã tạo nên một cái đại họa cho người Navajo. Và từ bài học này, những người New Mexico đã tỏ ra quyết liệt ở trong cái phương pháp giãn cách của xã hội và đồng thời đeo khẩu trang rất sớm, cách ly rất sớm và tôn trọng một cách triệt để những điều mà chính quyền của từng thành phố, từng county và nguyên cả tiểu bang đưa ra. Thì thứ nhất, cho thấy một sự việc trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu có sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các đảng phái chính trị, dùng cái sự chia rẽ về sự bất đồng chính kiến để tạo thành một vấn đề làm tê liệt bộ máy của xã hội, và dân chúng có ý thức rất sớm để mọi người cùng đồng tâm đi trước chứ không phải là đi sau, hay là chờ cho đến khi sự việc xảy ra rồi mới đối phó, thì cái chìa khóa quan trọng của sự thành công này đó là
đi trước đại diện, và tiểu bang New Mexico đã làm được việc đó. Dĩ nhiên là đây là một trường hợp tương đối rất là ngoại lệ, bởi vì một số tiểu bang khác của Hoa Kỳ rất là đông đảo dân chúng, như là California, New York, Texas and Florida, Georgia. Và sự chia rẽ của đảng phái ở trong thời kỳ Tổng thống Donald Trump đang chấp chính có thể nói rằng một sự phân hóa lớn hơn bao giờ hết. Do vậy tìm một tiếng nói đồng thuận của tất cả các đảng phái không phải là chuyện dễ. Dù sao đi nữa thì bài học của tiểu bang New Mexico vẫn là một bài học rất là quan trọng, để mọi người thấy được là tại sao đối với bệnh dịch chúng ta phải vượt lên trên cái tư duy bình thường, mà phải có một cái nhìn tương đối là sáng suốt hơn, khách quan hơn và cả quyết hơn để có thể thành công trong việc đẩy lùi bệnh dịch. Chúng mình xin tôn đức và thưa quý Phật tử, trước khi thỉnh đại đức Tề Tri tụng cho bài kinh Ratana Sutta, kinh Châu Báu, nếu chúng ta đọc trong bài kinh này thì chúng ta thấy có một cái cụm từ là Ratana Bani Tăng, là Châu Báu tối thượng, và ở trong đó có một cái cụm từ khác có Ete Nasat Chawachi Na, tức là do cái lời chân thành, do lời chân thành mà đôi khi chúng ta gọi là chân ngôn. Chỉ chân ngôn rất là nhiều người trong chúng ta hiểu rất là thần chú, nhưng mà theo trong Phật giáo đó thì có một cái năng lực mà năng lực đó rất là mạnh mẽ, có thể trở thành một phép màu, đó là cái lời nói chân thành. Theo trong sớ giải, và đặc biệt như chúng ta đọc ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo Kinh, tức là kinh Vua Milên Đà Vấn Đạo đó, thì ngay cả một người kỹ nữ mà nói lên cái lời chân thật thì lời đó cũng có một cái quy lực. Lời chân thật tức là phát xuất từ đáy lòng, không có gian dối, không có ngụy tạo, mà lời đó nói một cách chí thành, chí thiết, và lời đó có cái năng lực rất lớn. Vì vậy trong kinh Ratana Sutta cũng như rất là nhiều kinh cầu an khác mà chúng ta gọi là kinh Paritta thường vận dụng đến cái năng lực của chân ngôn. Khi một lời chân thành được phát biểu thì được nói lên, thì thưa quý vị, ở đó có một năng lực. Và bây giờ thì thay mặt đại chúng kính thỉnh đại đức Tề Tri tụng cho bài kinh Châu Báu hay là kinh Ratana hôm nay. Không biết đại đức Tề Tri có nghe được không? Dạ xin kính thỉnh đại đức Tề Tri. Đại đức Tề Tri Hoa Kỳ xem lại microphone ở trong lớp không nghe được. Giờ đại đức Tề Tri không cầm biết được, không biết sư Nguyên Thông có đọc có thể tụng bài kinh này được không? Xin được hỏi đây, sư Nguyên Thông có bạn và xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ đọc bài kinh Ratana Sutta. Panitha nato patha yata tha gata sa dasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha paramiyo pancha maha paricca geti so chariya pakyima pavega pavakantin chatin
Afini khamanang patta na chariyang bo di palan ke ma ravichayang sabban yutanya na pati ve thang na valo ku taratham me ti sabbe pi me buddha gune ava chi toa ve sa liya ti supakarang tare stutiya maratin pariyatang karo Tôn tòa yas ma anang da thê yô vi ra cha run nhà chi tăng u pa tha pe tòa cô tì sa ta sa ha se chu các cha ga lê su đê va ta yas sa năng pa ti găng hành tì yang cha vi sa lăng pu rê rô ga ma nu sa du phi sam phu tăng tì vi tăng pa yang khi pa măng ra ra tha bê si pa ri tăng tăng Và na ma he ya ni da phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na pha vang tu a tho bi sa kat cha su nang tu pha si tăng ta sma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ka ro tha ma nu si ya pa cha ya ni va cha ra to cha ha rang chi ye ba lin ta sma Hinai rakata apa mata yang king chivi tang itawa hurang va sak ge suva yang ratanang pani tang nano samang atitata gate na idam bibua te ratanang pani tang e te na sak che na suva thi ho tu khayang viragang amatang pani tang yada chaga sak yamuni samahito Na te tham me na sama thi kiên chi idam bi tham me ra ta năng pa ni tăng e te na sắc che na su va thi ho tu giang bua da se to pa ri van na di su chin sa ma di ma nan ta ri can nhà ma hu sa ma di na te na sa mô na vi cha ti idam bi sang bi tham me ra ta năng pa ni tăng e te na sắc che na su va thi ho tu ye pu ga la a tha sa tăng pa sa ta Chak ta di e ta ni yu ga ni hôn ti te da ki ne ya su ga ta sa sa va ka e te su di na ni ma hap pha la ni idam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sang che na su va thi ho tu ye su pa yu ta ma na sa da ne na ni kai mi no go tu ma sa Sanam hi te pati pata amatang vige halada mudani putin phung chamana idam bisang khe ratanang panitang e te na sak che na suva thi ho tu ya thiên da ki lo patavin si to si ya cha thu phi va te Phía khám bà khám bì dô cha thu bà măng sắp bọc vào rùi sang và đà mì dô a rì cha sắc cha ni a vẹt cha pa sa ti y đam bì sang khê. Ra ta năng bà nì tăng ế tê na sắc chê na su va thi hô tù dê a rì cha sắc cha ni vi pha và dân thì gặm phi ra bà nhê na su đê sĩ ta ni kinh cha bì tê hôn. Tu phu sap ba ma tam na te pha vang a tha ma ma di yang ti i dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu sa ha va sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha vang chi sak ca ya di thi vi chi kiến chi tăng ta si la ba tăng va bi ya da thi kim cha cha tu ha pe hi cha vi ba mu to cha cha Phi tha na epa bo ka tum i dam bi sang khe ra ta nang pa ni tăng e te na sắc che na su va thi ho tu kiến cha bi so cam mang ca ro ti pa pa căng ca ye na va cha du đa che ta sa va epa bo so ta sa ba ti cha da ya pha ba ta di tha pa da sa vu ta i dam bi sang khe ra ta nang pa ni tăng Ê tê nà sắc chê nà su va thi hô tu va na pa gùm bê giá tha phu sịt gê gìm ha na ma sê. Pa tha ma smin gìn hê ta thu pa măng tham ma va răng a đê sa di nếp ba na ga min ba ra măng hi ta dây y đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng. Ê tê nà sắc chê nà su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô thâm ma va răng a đê sa di y đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng Ê tê nà sắc chê nà su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văng na thi sâm pa văng
Vira ca chi yết ta ya ti kê pha vát min tê khi na bi cha a bi run hi chăng đa ni yết băng thân thi ra ya tha yang pa di bo y đam bi sang kê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ya ni đa phụ ta ni sam ma ga tam ni phum ma ni va ya ni va an ta li kê ta tha ga tăng đề và manu sa bồ chỉ tăng bồ đà hăng ma no a sa ma su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tâm đề và manu sa bồ chỉ tăng đà hâm măng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni đà phụ ta ni sam ma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tam đề và manu sa bu chỉ tăng sang ga hăng na ma sa ma su va thi hô tu. Vì nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Con đã đọc xong cái bài Ratana Sutta là kinh Châu Báu. Đã con xin được trao mai lại cho người kế. Dạ con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Kính thỉnh mời người kế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chân sư Nguyên Thông. Với lời kính cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Pháp Bồ Đề Tâm Á. Kính chân Chư Tăng đã vào rừng để chia sẻ chương trình tu học nhân mùa đại dịch. Kính đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành và luôn luôn cẩn thận, sự bảo trọng chính bản thân của mình cũng là thể hiện sự quan tâm đối với những người thân xung quanh mình và cũng là góp phần tích cực vào cộng đồng xã hội hiện nay đang khẩn trương để đối phó với bệnh dịch. Xin hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy ạ. Yani taputani samagatani pummani vayani va antaleke sabbe vaputa sumana pavantu ato visakacchan sunantu pasitan tatmahi putani sameta sambe metan karotamano yabacaya divacarato caranti ye paling tatma hinai rakata apamata yang kinh jivitang vita vahurang vasange suvayang ratapanitang nano tatitaha kate naidam vibhote ratanang vanitang kate nasajye nasuvati hotu kayang viragang namatang banitang yadachaga sa yamune samahito nate thamme na samati kinchi dang vi thamme ratanang banitang ete na sakye na suvati hotu yang buaka setho bariwan na jisu chin samati manang tarika nyama hu samati na te na samo na ve cha ti dang vi tham me ra ta nang ba ni tang e te na sa che na so wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nai ya su ga la sa sa wa ka e te su din na ni ha pha la ni dang vi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go ta ma sa sa nang hi te ba ti ma ta ama tang vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang ke ra ta nang ba ni tang hê tê na sa chê na su va thi hô tu ya tinh đa khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tôm phi hoa tê phi
vi a sam ba cam vi yo ta tu ba mang so bu ri yang wa da mi yo a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti dang vi sang ke ra ta nang ba ni tang e te na sa ke na su wa ti ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha wa yan ti gam pi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha bi te hon ti phu sa ba ma ta na te pa wang a tha ma ma di yan ti đang bị sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa ye na su wa ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa wang ti sa ka ya di ti vi chi ki tăng cha si la pa tăng wa bi ya da ti kinh chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ka tung hi đam bi sang kê ra ta năng pa ni tăng e te na sa kê na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam măng ca rô ti ba ba căng ca dê na wa cha yu ta chê ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa vô ta y đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum bê ya ta vô si tăng gê ghim ha na ma se pa tam ma ning ghim e ta thu ba măng tham ba wa răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra măng hi ta ya y đăng bi vô te ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran nhô wa ra do wa ra ha ro a nô ta ro tham ma wa răng a đi sa di đăng bi bu thê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan vi ra ta chê ta ya ti kê pa quát mi Tê na bi cha vi run ha chan da ni ban te thi ra ya tha yam ba di bo i đam bi sang khe ra ta năng ba di tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni ta ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng nam sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni ta ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe